màn hóa trang đỉnh cao của sao Hollywood. Hóa trang luôn là một phần của diễn xuất, tuy nhiên hóa trang đến mức khó có thể nhận ra diện mạo, tuổi tác hay thậm chí là cả giới tính thì chắc chắn sẽ là điều khiến bạn phải ngả mũ thán phục. Hãy cùng điểm lại một số màn hóa trang thân sâu của các nhân vật nổi tiếng nhé. Chúa tể Voldemort. Fan cứng của tác phẩm huyền thoại Harry Potter chắc chắn không hề xa lạ với cái tên Voldemort. Wormtail! Have I not spoken to you about keeping our guests quiet? Nhờ vào kỹ xảo máy tính cùng khả năng hóa trang chuyên nghiệp, Harry Potter đã che giấu khuôn mặt xoáy ca của Rafianes đằng sau hình ảnh của một chúa tể Voldemort lạnh lùng, độc ác. Điểm đáng chú ý của nhân vật chính là chiếc mũi có như không có. Tưởng chừng như màn biến hóa này phải mất hàng giờ, nhưng trên thực tế, Rafianes chỉ mất 2 giờ đồng hồ trên ghế trang điểm mỗi khi anh xuất hiện với tư cách là chúa tể Voldemort, kết hợp cùng với make up là hiệu ứng kỹ thuật số đỉnh cao để biến chiếc mũi nhọn thành chiếc mũi phẳng kỳ dị như thế này. Vị nhân Mystic trong series X-Men. Xuất hiện trong loạt phim X-Men, dị nhân Mystic là nhân vật có khả năng biến hình, giả dạng người khác và thường để lộ cơ thể gốc màu xanh. Vai diễn này từng được thủ vai bởi hai mỹ nhân hàng đầu Hollywood là Jennifer Lawrence và Rebecca Romijn. Để hoàn thành tốt vai diễn, Jennifer cho biết cô phải ăn kiêng và tập luyện 2 giờ mỗi ngày để duy trì cơ thể hấp dẫn. Mỗi lần hóa trang phải mất tới 8 tiếng với 3 lớp sơn, 5 lớp trang điểm khiến da của Jennifer bị phồng rộp. Thậm chí, để tìm ra sắc độ xanh chính xác cho nhân vật, nam hóa trang còn phải thử nghiệm 20 lần trên cơ thể nhiều phụ nữ khác. Trong khi đó, diễn viên Rebecca Romijn cho biết cô không được mặc quần áo khi quay và phải mang đến 110 miếng silicone ở các vị trí quan trọng trên cơ thể. Cô cũng mất 8 giờ hóa trang mỗi lần. Ngoài ra, cô còn phải đeo kính áp tròng để có màu mắt đặc trưng của nhân vật. Gã hề Joker. Từng được nhiều diễn viên hóa thân trước đây, nhưng khi vào tay nam diễn viên Jared Leto với lời hóa trang và cách diễn đặc biệt, nhân vật gã hề Joker trong bộ phim biệt đội cảm tử Suicide Squad đã thực sự để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Được biết, khi biến thân thành nhân vật này, nam diễn viên đã phải cắt đi bộ tóc và râu dài của mình, sau đó dành hàng giờ trước gương để make up sao cho hoàn hảo nhất, chân thực nhất. Man giả gái của Robin Williams. Đây được xem là một trong những vai diễn giả gái kinh điển nhất, không chỉ của cô ngôi sao Robin Williams mà còn là của cả Hollywood. Khác hẳn hình tượng một thước hiền lành trong bộ phim hội cố thi nhân Dead Poets Society năm 1989, Robin Williams đã hóa thân thành bà quản gia Doubtfire, phúc hậu, hài hước, mang trong mình sứ mệnh hàn gắn hạnh phúc gia đình. Bạn có tin đây là một người đàn ông không? Thật bất ngờ khi biết rằng đằng sau những nhân vật huyền thoại này lại là những gương mặt sáng giá của nền điện ảnh Hoa Kỳ phải không nào? Sự hy sinh, cống hiến sức khỏe của bản thân cho những vai diễn của những ngôi sao này thật đáng nể phục và ngưỡng mộ. Bạn ấn tượng với màn biến hóa nào nhất? Hãy like, share video và để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!